Chào các bạn, tôi sẽ sắp về Đức đây. Với các đau đầu trong một trường ở Việt Nam 28 tuổi mà. Các bạn ấy chuẩn bị sang Nhật rồi. Sang nước ngoài. Đây khoảng chưa được một tuần mà bạn đi rồi. Thì mình sẽ bắt đầu cho bạn ấy một phương pháp mà nó ít nguy cơ nhất, thẩm mỹ nhất và ít nguy cơ nhất các bạn nhé. Đây các bạn thấy đây là kết quả sau khi phẫu thuật. Ừ. Rất là đẹp các bạn. Sau nó sẽ thành những cái nếp nhăn ấy, gần như không có sẹo luôn, các bạn thấy không? Dạ. Phía dưới đây. Tôi sẽ sắp về Đức đây. Hôm nay có một chủ nhân nam 28 tuổi bạn. Bạn ấy đau đầu dài. Bạn thấy là bạn ấy cũng đã sống và quan hệ với bạn gái cũng rất là nhiều rồi. Nó dài thì nó cũng khó chịu đúng không ạ? Là một trong những cái lý do người ta bị cắt. Thực ra thì khi mà các bạn ấy quan hệ ít thì nó cũng ít vấn đề nó xảy ra thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta quan hệ nhiều, tuần suất nhiều, như một tuần khoảng 5-7 lần đổ lên chẳng hạn, thì nó bắt đầu phát sinh những vấn đề, nó rất hay bị viêm các bạn. Nói chung là những ông mà quan hệ tuần khoảng 2-3 lần thôi thì nó cũng ít bị viêm thôi. Nhưng mà quan hệ càng nhiều ấy thì cái bạn có thể hình dung là cái da này nó bị tổn thương này, cái cả chúng ta lành như này nó vẫn có thể bị tổn thương, nó chưa kịp liền thì chúng ta đã quan hệ rồi, nó làm tổn thương nó nặng hơn ấy. Đấy thì nó có thể là nó gây ra cái tình trạng viêm, dễ bị viêm hơn. Đấy, và nó gọi là nó có thể gây hẹp bao đầu thứ phát. Đấy, cái tình trạng bây giờ nó gặp rất là nhiều bạn. Xin chào các bạn, tôi sẽ sắp về Đức đây. Với các đau đầu trong một trường ở Việt Nam 28 tuổi mà. Các bạn ấy chuẩn bị sang Nhật rồi. Sang nước ngoài. Đây khoảng chưa được một tuần mà bạn đi rồi. Thì mình sẽ bắt đầu cho bạn ấy một phương pháp mà nó ít nguy cơ nhất, thẩm mỹ nhất và ít nguy cơ nhất các bạn nhé. Đây các bạn thấy đây là kết quả sau khi phẫu thuật. Ừ. Rất là đẹp các bạn. Sau nó sẽ thành những cái nếp nhăn ấy, gần như không có sẹo luôn, các bạn thấy không? Dạ. Phía dưới đây.